Sadoi xin kính chào quý vị. Sadoi đang có mặt ở gian hàng thương mại của triển lãm Hưng Yên. Kính thưa quý vị, quý vị có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm ở đây. Và bọn Sadoi được biết là có một cuộc giao lưu nữa rồi. Linh ơi, Linh. Bắt tay. Có phải là em mua cây không? Vâng, đúng rồi. À đây, chia sẻ một chút nào, hai anh em nào. Đây anh vừa cũng mang đến, vừa còn đang để trên. Bạn ơi. Bạn chia sẻ một chút. Dạ. Bạn đến từ đâu? Dạ, miền Nam. Miền Nam, chứ cứ để đây bắt tay á. Lùi lại xong anh. Đây mà là đẹp quá giờ. Đây, hai anh em bắt tay đi. Hai mặt. Bye. Cái vòng tròn vào. Chủ cây và người mua cây thôi. Đây, chủ cây chia sẻ một chút, chủ cây đến từ đâu? Chủ cây anh ơi. Anh chia sẻ một chút, anh ở trong Lam phải không? Nhưng mà anh là Dương ở ngoài Hà Nội. Vườn ở đâu? Ở bên Gia Lâm á. Bên Gia Lâm. Vâng. Anh vừa mới mang cây đến à? Vừa mới mang đến, chưa mang xuống đâu mà. Thế là đây nè, em Linh ở bên bên à? Bên giao thông à? Em làm bên giao thông rồi em. Thấy anh mở cửa ra phát là nhìn thấy tên luôn là. Em này là em mới. Anh ấy đến, anh vừa đến và em Linh em mới chặn xe ngay phải không? Em này có phải bên giao thông không? Bắt luôn cây này rồi. Em Linh chở chùa nhá. Nói vui với quý vị như vậy. Cây hoa người quế. Đẹp lắm, cây hoa rất là đẹp. Nói vui với quý vị như vậy. Nhưng em Linh, okay. Nào hai anh em nhìn đây cái. Anh em nhìn đây nhá. Nhìn đây nào nhìn đây ấy. Ok rồi, cảm ơn anh em. Vâng, okay. Vui vậy, nhưng em Linh xe vừa đến là em Linh mua ngay tác phẩm người quế này. Đây xem bên này. Một cây. Em Linh chợ chùa nha quý vị nhá. Mọi người bốn người là được. Trợ giúp cho em. Nâng lên đi, rơi giờ, chú ý vào. Cẩn thận. Tí Không. Cho đây xong tí nâng lên kia cho đây sau. Con này nó bán. Cây đây của anh đệ lấy. Chợ chùa các em mạnh quá, mua hết cây của anh em ở đây rồi. Mọi người về ngay Hưng Yên nhá, gian hàng thương mại. Anh em mua cây đông vui lắm. Mọi người đến sau là hết cây đấy. Anh Thăng ơi. Thăng gắn liền anh Thăng ơi. Anh gần như là có mặt ở tất cả những cái cuộc triển lãm cũng như là gian hàng thương mại. Em thấy là các anh em chia sẻ là ở đây mua bán sôi động lắm phải không anh? Đúng rồi. Ở đây anh em là hôm nay là ngày khai mạc đầu tiên, đây là tại vì chú mải quay ở trong kia thôi. Dạ. Chứ quay từ nãy đến giờ là anh em mới chuyển sáng, nhiều lắm rồi. Từ sáng à? Từ sáng nhiều lắm à? Sáng là đúng là phải làm chương trình bên trong đây đúng, còn từ nãy đến giờ là đây là đấy. Giờ trưa rồi đấy. Đấy em thấy nhiều cây đã chuyển chủ và ngay cả tới đêm hôm qua là vẫn cứ cỏ bình thường. Vâng. Đến giờ đợt này thì hàng thương mại không được nhiều như chợ khác, thế nên là số lượng không nhiều. Vâng. Nhưng mà chất lượng thì nói chung là tương đối. Anh em đến đây chơi là kiểu như có quà đem về nếu ý định mua. Thế và các anh em chia sẻ rồi thì có gian hàng bán được mấy chục cây? À, nhiều. Nhiều lắm. Ở đâu kia? Xanh với gì? Bán đấy thì lại 3-4 anh em nó toàn hàng kỹ. Vâng. Đấy quý vị nhà vui lắm. Mọi người không đến với Hưng Yên là mọi người sẽ tiếc đấy. Cây này là sẽ về khu chợ chùa Nam Định nhá. Anh em thích cây này thì phải theo về chợ chùa. Theo về chợ chùa. Vâng. Anh không thích thì là anh không thích nhưng có người khác thích. Nhiều người rất thích và nó rất nhiều, rất may cũng được. Đang của em. Nóng lắm rồi quý vị ạ. Và quý vị nhìn thấy sân triển lãm. Mọi người về đây chiêm ngưỡng cây và mua bán đông lắm. Chợ cây ở Hưng Yên thế này thì sang năm thì cái quảng trường này kín hết thôi. Bởi vì mọi người bán là rất nhiều. Và cái mua bán đông vui như vậy thì mọi người cũng khí thế hơn. Và hứng thú với đi chợ hơn. Chứ còn đi chợ mà cứ cẩu trong này là không bán được thì cũng buồn cho các nhà vườn. Cái tiền cẩu thưa quý vị là chi phí lớn lắm.
mỗi cái cẩu đi cẩu lại này của các nhà vườn thì cũng thấy sót trong các nhà vườn. Thực sự là chi phí lớn lắm, mấy chục triệu một lần đi đi lại lại cơ. Mọi người cũng thấy được những cái vất vả của anh em thương mại. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị cái thước phim, cái cuộc giao lưu, cái tác phẩm gian hàng thương mại. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.